Cô chào các con, rất vui được gặp lại các con trong tiết học âm nhạc 7. Mở đầu cho tiết học hôm nay, cô mời chúng ta cùng khởi động với trò chơi luyện thân theo chữ cái. Giới thiệu đến chúng ta tiết 2, ôn tập bài hát Mái trường mình yêu, tập độc nhạc số 1. Nội dung 1, ôn tập bài hát Mái trường mình yêu, nhạc và lời Lê Quốc Thắng. Đây là một bài hát có giai điệu nhẹ nhàng, tình cảm. Như vậy khi hát, con chỉ cần hát đúng với tính chất của bài. Và bây giờ, xin mời các con hát.
Cả con có thể ôn đi ôn lại nhiều lần cho thuộc bài. Vậy là chúng ta vừa thực hiện xong nội dung 1, ôn bài hát Mái trường mến yêu. Chúng ta tiếp tục sang nội dung 2, tập đọc nhạc số 1. Bài tập đọc nhạc số 1 là bài ca ngợi Tổ quốc, nhạc và lời Hoàng Vân. Đây là đoạn trích trong bài. Bài tập đọc nhạc này có giai điệu nhân vui. Trước khi vào học bài tập đọc nhạc, cô giới thiệu đôi nét về nhạc sĩ Hoàng Vân. Đây là hình ảnh của nhạc sĩ. Ông tên thật là Lê Văn Ngọ, sinh ngày 24 tháng 7 năm 1930 tại Hà Nội. Còn có một chân Ina. Ngoài công việc sáng tác, ông còn tham gia công tác giảng dạy ở Nhà viện Hà Nội. Ông được trao giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật vào năm 2000. Và bây giờ, cô mời chúng ta cùng tìm hiểu về bài tập đọc nhạc này. Bài tập đọc nhạc số 1 ca ngợi Tổ quốc, nhạc và lời Hoàng Vân được viết ở nhịp 24, có sử dụng các hình nốt, móc đơn, nốt đen và nốt trắng. Về cao độ gồm có các nốt đô, rê, mi, son, đố. Tiếp theo, cô mời chúng ta luyện tập tiết tấu của bài tập đọc nhạc này. Cô sẽ làm mẫu 2 lần. Các con có thể làm theo. Đơn 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 đơn. Cô làm lần thứ hai. Đơn 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 đơn. Bài tập đọc nhạc này gồm 2 câu. Câu 1 từ đầu cho tới nốt mi đen. Câu 2 từ nốt son móc đơn cho đến nốt đô trắng. Các con chú ý. Và bây giờ cô mời chúng ta cùng tập từng câu 1. Các con nghe lần thứ nhất. Lần thứ hai các con đọc theo đà. Chúng ta tiếp tục tập câu 2. Ở câu 2, các con chú ý ngân dài ở nốt trắng cuối câu. Lần thứ nhất các con nghe đàn, lần thứ hai chúng ta đọc theo đàn. Và bây giờ cô mời chúng ta cùng ghép toàn bài. Ở bài tập đọc nhạc này có tính chất nhân vui. Ở cuối bài có nốt trắng, chúng ta chú ý ngân dài. Lần thứ nhất các con nghe đàn, lần thứ hai chúng ta đọc theo đàn và lần thứ ba chúng ta ghép lời. Vậy là cô trò chúng ta vừa thực hiện xong tiết 2 của bài học ôn tập bài hát Mái trường mến yêu, tập đọc nhạc số 1. Ở nhà các con tập thêm bài hát Mái trường mến yêu cho thuộc bài, đọc trôi chảy bài tập đọc nhạc số 1 và kết hợp gõ đềm theo âm hình tiết tấu của bài và chuẩn bị bài cho giờ sau. Giờ học đến đây đã kết thúc. Chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em trong các tiết học sau. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi và lắng nghe.